Chào bác, bên em thằng audio lại tiếp tục về được trong mớ hai con Pioneer 7825A. Thực ra con này thì nó quá là hot rồi. Thậm chí bây giờ sau trên dưới 40 năm sản xuất ra mà bây giờ nếu mà mua ở thị trường Việt Nam thì nếu mà em nhân ra yên Nhật thì bây giờ con này là nghịch lý. Nó còn cao hơn cả giá lúc mới. Nói để anh em có thể nắm được cái tình hình chung của cái dòng âm ly Pioneer 7825 mã này, làm mưa làm gió ở thị trường Việt Nam mình. Thực ra với một hai thương nhân như bọn em thì không thể nào có điều kiện mà có thể là nâng được giá nữa, bởi vì cái này là theo do thị trường quyết định thôi. Tất cả mọi cái là do thị trường. Cái đồ cũ này vậy, đồ cũ này các bác chuộng thì nó sẽ đắt, còn các bác không để ý đến nó thì nó sẽ rẻ. Con 7825 mã này thì nó quá là hot, rất là nhiều anh em săn. Thực ra cái lý do mà để anh em săn bởi vì thứ nhất là dòng này nó về Việt Nam rất là lâu rồi, tức là từ thập niên 90 nó đã về Việt Nam, mà từ thời đấy đến giờ rất là nhiều anh em chơi, đâm ra là cứ nhiều khi lại cứ kháo nhau là nó hay rồi thế này thế kia. Thực chất thì bản thân con 7825 mã này nó được ưu điểm lớn nhất để em thấy đấy là cái mạch âm sắc của con 7825 mã nó rất là hay, nó rất là rộng, tức là khi các bác chỉnh bát tép nó lên rất là rõ rệt. Mà chính vì giải âm sắc rộng cho nên là cái thằng 7825 mã này nó chơi được tương đối nhiều loa. Mà nhất là những anh em chơi bình dân thì nghe bát tép nó lên nhiều cảm giác là nó hay. Có vậy thôi, rất là đơn giản. Còn bản chất thì nó cũng không có gì đáng phải gọi là nó không có gì đặc sắc ngoài cái phần âm sắc. Nếu anh em chơi chọn loa cho nữa thì có thể rất là nhiều lựa chọn. Có thể chọn một con âm ly công suất nó lớn, sau đấy kiếm thêm một con equalizer. Chơi một bộ như thế, nếu mà chơi những âm ly nó không phải hot như con 7825 mã thì về kinh tế nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Còn đương nhiên thị trường quyết định thôi, người tiêu dùng quyết định thôi. Trường hợp mà bên này muốn bán đắt mà các bác không mua thì dần dần nó cũng phải rẻ đi. Nhưng vấn đề bây giờ mọi cái giá thị trường chung cứ đổ xô cho mua, thợ nhiều khi còn phải tranh nhau mua, làm giá nó cứ kéo lên. Muốn mua rẻ cũng không mua được. Còn xác định muốn mua rẻ thì tốt nhất là không có hàng để bán. Đơn giản thế thôi. Hiện tại em đang kéo dòng này. Dòng này em ghép tương đối nhiều loa rồi và công nhận là phần âm sắc của nó rất là tốt. Tép bát chỉnh rất là rộng. Các bác có thể nhích một chút thôi nó cũng lên được rất là nhiều. Không như những dòng âm ly, có nhiều dòng âm ly bác chỉnh hết cả tép lên nó không lên. Như dòng 7825 mã nó ưu điểm nó vậy. Các bác chơi loa Âu, loa Mỹ, thậm chí Âu là dạng khó đánh, mà đôi khi con này vào khi lại tiếng khi lại còn ổn hơn một số dòng. Còn Nhật, Nhất rồi Mỹ thì nó đánh tương đối tốt rồi. 7825 mã, một dòng âm ly rất là hot trên thị trường bây giờ. Đôi khi các bác chơi cũng nên tìm hiểu xem là mình đang chơi loa gì, cũng không nhất thiết phải chơi 7825 mã. Khi đã chơi đích danh cái đôi đấy rồi thì rất là nhiều lựa chọn, mà tầm giá nó còn tốt hơn nhiều. Bây giờ để em cho các bác nghe thử một bài. Các bác có thể nghe thấy chất âm của nó này. Bác nó đánh thì không phải nghe luôn. Em đang cho lọc mèo với cặp Center 10 bát 40. Trong giấc mộng còn chút thương yêu xin đưa vào dư âm, có phải còn yêu vì đôi lần thầm nhớ mình đã thầm quên, cớ sao lòng vẫn chờ từ lúc em đi trong dịu cay men.
chia sẻ các bác. Các bác có nhu cầu con Omni Pioneer 7800 25A thì alo cho em số điện thoại 0983698887. Các bác có thể click vào phần đăng ký kênh của Thắng Audio để tiện theo dõi những sản phẩm tiếp theo. Rất cảm ơn các bác quan tâm theo dõi.